Nhiều tháng nay, một diện tích lớn cây rừng ngập mặn phòng hộ chắn sóng ven biển thôn Tây Hà và Bắc Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị chết khô nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Ông Lê Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Hà cho biết, rừng ngập mặn phòng hộ dọc ven biển ở xã này là mắm, đước, vẹt, được trồng từ những năm 1993 đến năm 1994. Đặc biệt, đây là nơi trú ẩn cho tàu thuyền của ngư dân, chắn sóng triều cường, bảo vệ tuyến đê biển Hải Hà Thư, bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân trong mùa bão lũ, đặc biệt là thôn Tây Hà và Bắc Hà, giáp cửa biển cửa khẩu Kỳ Ninh. Thôn Bắc Hà có khoảng 852 hộ dân với 3.927 nhân khẩu, thôn Tây Hà có khoảng 250 hộ dân với 900 nhân khẩu. Theo ông Lê Văn Luyện, từ năm 2021, bắt đầu phát hiện rừng ngập mặn có dấu hiệu bị chết dần. Thời gian đầu cây chưa chết hẳn, lá không phát triển được và rụng. Lúc đó, nghi do độ mặn cao hoặc do sâu bệnh. Nhưng từ đầu năm 2022 đến nay thì cây bị khô héo, chết rạc chưa xác định được nguyên nhân. Địa phương đã báo cáo sự việc lên Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, mong muốn sớm bảo vệ số diện tích cây rừng còn lại. Có kế hoạch khôi phục diện tích cây đã chết. Ông Đào Đức Giang, hạt trưởng hạt kiểm lâm thị xã Kỳ Anh cho biết, qua kiểm tra trong một lô 43 hectare rừng cây ngập mặn phòng hộ chắn sóng ven biển ở thôn Tây Hà và Bắc Hà, đã xác định có khoảng 25 hectare bị chết, khó có khả năng phục hồi, chiếm đến 60%. Hiện tại, hạt kiểm lâm thị xã đang làm văn bản đề xuất lên Ủy ban Nhân dân tỉnh có kế hoạch mời chuyên gia lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là chuyên gia về rừng ngập mặn vào Hà Tĩnh để xác định làm rõ nguyên nhân.